Một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các bạn ạ, hè vừa rồi mình mới được về quê và có dịp được chơi với rất nhiều bạn động vật đấy. Nhà ông bà mình có một đàn vịt này, một đàn gà này, có một chú cún đỏ dễ thương và cả mấy em mèo nữa. Và mình đã khám phá ra rất nhiều điều thú vị với các bạn đấy. Bé cún thì cứ chưa nóng là sẽ thè lè lưỡi ra, chẳng hiểu để làm gì. Thằng Tài lúc nào cũng cụp xuống đất, nhưng chỉ cái một động tác nhỏ thôi cũng không qua được mắt bạn đấy đâu. Mấy chú gà thì cứ đến đúng một khung giờ vào buổi sáng thì sẽ gáy a a, mà mình cũng chẳng hiểu tại sao. Và đặc biệt nhất là gì các bạn biết không? Đàn vịt nhà ông bà mình có thể nổi hàng giờ trên mặt nước, thậm chí các bạn ấy còn ngủ trên nước cơ. Thực sự các bạn vịt này rất khiến mình tò mò. Mình đố các bạn biết vì sao vịt nổi được trên mặt nước, ngay cả vịt con mới nở cũng ao chu nổi được nha. Mình đoán là do hình dáng con vịt nó cũng giống kiểu gọi là hiền ấy, thì nó cũng có thể dễ nổi lên mặt nước, hoặc là do là trọng lượng con vịt thì nó chưa đủ để có thể chìm xuống, hoặc là bên trong con vịt kiểu nó nhiều khí, có thể là do như vậy. Mình nghĩ là bởi vì nó để chân dưới nước thế là nó đạp á, tại vì mình hay có cái vịt ở giữa mấy ngón chân nó có những cái phần màng nó bọc lại, nó giống như cái quạt thôi. Để mình phẩy nó dễ hơn nên nó cứ đạp đạp nên nó nổi được ấy. Có thể là do trọng lượng của con vịt nhẹ, hoặc là do con vịt có nhiều lông mà lông nhẹ nên là có rất nhiều phỏng đoán được đưa ra. Vịt nhẹ thì mới nổi được, nghe cũng có vẻ logic. Nhưng gà cũng có cân nặng từng đường như vịt, mà tại sao gà không thể nổi được như vịt nhỉ? Lúc đầu mình cũng nghĩ phỏng đoán như các bạn, nhưng sau một hồi tìm hiểu thì mình đã phát hiện ra lý do rồi. Các bạn có biết câu thành ngữ nước đổ đầu vịt không? Mỗi khi ám chỉ việc gì đó vô ích, vô tác dụng thì người ta hay bảo như thế. Nghĩa là lông vịt không hề thấm nước các bạn ạ. Thân thể của chúng được bao bọc bởi một lớp lông vũ rất dày, nhưng chúng cũng rất nhẹ, nên nó như cái phao đỡ cả thân thể trên mặt nước ấy. Thứ hai, cái đuôi của loài vịt có một tuyến mỡ. Tuyến mỡ đó có thể tiết ra chất nhờn để bôi trơn lông vũ, khiến cho nước không thể thấm vào được. Nếu quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy vịt thường xuyên tự rỉa lông của mình. Thực ra, chúng đang dùng mỏ quệt và tuyến mỡ để tiết ra chất nhờn. Điều này còn giúp cho bộ lông của vịt luôn trông bóng mượt phải không nào? Một điều đặc biệt là vào mùa đông, vịt không hề sợ bị lạnh. Chúng vẫn vùng vẫy dưới ao hồ, chưa còn mắt thán phục của các loài. Đó là nhờ bộ lông kỳ diệu này giúp vịt giữ ấm cơ thể. Chân của chúng lại được bao bọc bởi một lớp màng, không có dây thần kinh và mạch máu. Với những ưu ái như vậy, vịt còn lý do gì để sợ nước nữa nhỉ? Nhưng chưa hết đâu các bạn ạ. Những chú vịt còn có những đặc điểm vô cùng thú vị mà khi các bạn xem clip sau đây, chắc chắn các bạn sẽ bất ngờ đấy. Vịt sở hữu thị giác tốt hơn chó và tốt hơn con người gấp 2-3 lần. Bạn tin không? Nhờ vào vị trí mắt hai bên, góc nhìn của vịt gần như đạt tới 360 độ. Mắt vịt chứa những tế bào hình nón mà con người không có, và giúp vịt nhìn thấy cả tia UV đấy. Bạn có biết vì sao vịt có thể ngủ lặn hàng giờ dưới hồ nước không? Là nhờ vào đôi mắt của chúng đã được trang bị một lớp màng nhầy, như một chiếc kính bơi tự nhiên ấy các bạn ạ. Một điều đặc biệt là đùi và chân vịt ở phía sau nên vịt đi khá chậm. Tuy nhiên, tốc độ bay của nó khi ở khoảng cách gần có thể lên đến 100 km/h. Bàn chân của vịt không bị đóng băng ngay cả trong xương giá, vì đơn giản là không có mạch máu và dây thần kinh. Người ta chứng minh rằng vài loài vịt thường ngủ với một mắt mở. Chúng luôn ở một trạng thái cảnh giác rất cao. Khi ngủ với một bên mắt, chỉ một bán cầu não vịt là nghỉ ngơi, nửa kia vẫn thức để canh chừng xung quanh. Nếu ngủ theo bầy, có loài vịt sẽ ngủ theo hàng dài, còn phía cuối sẽ giữ nhiệm vụ canh gác mối nguy hiểm. Có lẽ vì vậy mà ta thường thấy vịt đi thành đoàn, rất đoàn kết đấy các bạn ạ. Không biết các bạn sẽ thấy sao về những thông tin này nhỉ? Mình ước là mình có cái thị lực của con vịt đó, bởi vì là bây giờ thì mình đang cận đến gần 4 độ nên mình không thể nhìn nếu mình cởi kính ra được. Mình nghĩ là khi mà mình nhìn được 360 độ toàn cảnh thì nó sẽ khá là
đau mắt rồi có nhiều cái thứ cần phải xử lý. Mình cũng ước là cái da của mình như lông con vịt, kiểu không bị thấm nước, xong rồi nó giữ ấm được, mùa đông cũng chẳng cần máy sưởi. Mình luôn luôn ao ước là mình có một làn da trắng như con vịt. Cá nhân mình thì ước có cả đôi mắt tuyệt vời của vịt để có thể khám phá tất cả mọi thứ xung quanh, có cả bộ lông tuyệt vời của vịt để chơi dưới nước mà không lo sợ gì. Nếu còn điều gì thú vị về các bạn vịt mà chúng mình chưa kịp biết đến thì các bạn hãy chia sẻ cùng với chúng mình nhé. Có rất nhiều thắc mắc ở đầu chương trình mà mình chưa kịp giải đáp. Hãy theo dõi các số tiếp theo của mình để khám phá nhé. Và nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy gửi ngay về cho chúng mình nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye and see you next time from WeWhy.